Quý vị khán giả và Khả Như có đồng ý với Phương Hiếu rằng là không biết từ bao giờ mà cái định nghĩa duyên phận á, khi nhắc đến duyên phận là người ta lại nhắc nhiều đến thân phận của người phụ nữ. Như có nghĩ vậy không? Phận là có... Cái gì vậy? Anh ơi, em ổn không? Anh, em ổn anh. Anh làm em bị bất ổn đó. Đâu có tự nhiên mà cứ mỗi lần mà nói phận đàn bà, phận con gái, cái người ta cứ hát bài đó. Chứ làm sao? Em nói cái duyên phận nó không chỉ là cái duyên mà yêu thương nhau mà kiểu mà trai gái, mà nó còn là duyên con cái nè, duyên bạn bè, duyên anh em, duyên đồng nghiệp. Nhưng mà cái duyên nặng nhất vẫn là cái duyên vợ chồng. Mà đứng trên cái cầu này, anh biết em nghĩ về người vợ như cái gì không? Em nghĩ cái gì? Em nói anh như nghe. Cái cầu. Trời trời đất ơi, em bình thường không Như? Không, em đang ổn anh, sao vậy? Em nói cái cầu là sao? Người vợ người ta hay nói là sau lưng một người đàn ông thành công thì hay có một người phụ nữ, đúng không? Thì người phụ nữ là người mà đưa người đàn ông đó đi đến những nơi thành công, những nơi yên bình, là lối cho anh đi về nhà bình yên nhất, đúng không? Là lối để cho anh gặp gỡ đối tác, là lối cho anh gặp gỡ con sen trong nhà. Ồ, sao tự nhiên lúc đầu định nghĩa nghe trơn tru quá mà cái định nghĩa cuối cùng nghe nó chất chất. Em không có biết, nhưng mà tại vì anh vũ trần hết, anh làm một cái tiểu phẩm mà em coi xong em với người phụ nữ như một cái cầu, đẹp không? Em coi xong em muốn đập cái cầu này luôn nè. Anh coi hồi em đập cái cầu này luôn nè. Thôi em đập cái cầu làm sao mà người ta diễn, đợi diễn xong hả đập nữa. Thì anh coi xong đi rồi hai anh em mình cùng đập cái cầu. Thống nhất quyết định. Bây giờ thì quý vị để xem là Khả Như nói có đúng hay không. Chúng ta cùng đến với tác phẩm mang tên Phận đàn bà của đạo diễn Vũ Trần.
Dạ. Dạ thưa mình mới về. Nè. Giờ này mình chưa ngủ nữa hả? Dạ thưa chưa. Làm sao mà em ngủ được chứ khi mà mình chưa về. Mình có công chuyện gì mà đi về khuya dữ mà mình. Mình biết không, em ở nhà em đợi mình hoài hả? Em nói hả, em ngủ không có được luôn vậy đó. Mà mình mệt lắm không? Em mời mình. Buồn ngủ á thì ngủ đi, chờ tôi làm chi? Tôi đâu có kêu chờ tôi đâu. Mình à, mình nói như vậy sao được. Bổn phận của người vợ á, là phải biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chồng. Thì chồng mình đi chưa về, mình trông mình ngóng là đúng rồi, phải không mình? Tôi lớn rồi, tôi tự lo cho tôi được. Dạ, em xin lỗi. Tôi về chút xíu thôi, rồi tôi đi công việc nữa rồi. À, mình nè, nếu như mà có công chuyện gì á, thì để sớm mai mình sẽ đi mần. Chứ bây giờ cũng trễ rồi, mình ở nhà nhân mình, đừng có đi nữa. Tôi nói tôi có công việc, tôi về chút xíu tôi đi liền. Thì em vẫn biết mình là có công chuyện. Nhưng mà mình nè, nếu mà có công chuyện khó khăn gì á, thì mình cứ nói cho em biết đi, chứ mình đừng có giữ một mình như vậy. Với lại á, mình cứ đi hoài hà, em nhớ mình, em mong mình lắm. Trời ơi sao phiền quá vậy. Tôi nói tôi có công việc, tôi về một chút xíu thôi, rồi tôi đi. Mình à, sao mình hờ hững với em dữ vậy mình? Mình Mình à, em đã được gả vào trong căn nhà này. Em làm dâu, em làm vợ. Nếu như mà em chưa làm tròn bổn phận dâu con, nếu như em chưa làm tốt đạo làm vợ, thì có gì á, mình phải chỉ biểu cho em. Em sai chỗ nào mình phải dạy. Mình thương em, phải nói cho em biết nha mình. Tôi xin lỗi. Mình à. Gõ cửa trái tim vẫn anh được vào. Dù tình xót đau chúng thân huyệt đau. Ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao anh hững hờ. Ngó hồn tái tê nắm cánh thận thờ. Nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đời chờ. Nên tiếng yêu nghe bè bà. Để em gõ cửa miên man mà anh không chút hỏi han. Tôi buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng. Đêm mơ hắn đàn lờ phiếm sai cung, tình này cũng mong lung. Tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Mình à, có chuyện gì á thì mình cứ nói thẳng với em đi. Mình đừng có im lặng hoài như vậy, em chịu không có nổi. Chẳng thà mình rầy, mình mắng em, mình đánh, mình dạy em, chứ mình đừng im lặng như vậy, em sợ lắm mình à. Không có chuyện gì đâu mà. Mình có người nào khác bên ngoài rồi đúng không? Mình
Mình nói bậy cái gì đó? Em không nói bậy. Nếu như mà không có người nào khác bên ngoài, tại sao mình cứ đi sớm về khuya? Mình cứ buồn bực, mình cứ không nói chuyện gì với em. Tại sao vậy mình nói cho em biết đi chứ? Tôi... Mình nói đi. Không nói chuyện với mình nữa. Tôi đi công việc đây. Mình à, em không cho mình đi đâu hết á. Hôm nay em phải làm rõ ràng chuyện này. Nếu như mình không nói, em không cho mình đi. Buông ra không? Mình à, trời mình... ơi, buông ra coi. Chuyện gì mà ôm sờm ở ngoài vậy bay? Dạ. Trời đất ơi, tụng kinh cũng không yên với tụi bay nữa. Dạ thưa má. Ủa, con... thằng Vốn về rồi hả bay? Dạ thưa má, con mới về. Làm cái gì mà sờm ở ngoài đây vậy hả? Dạ thưa má. Má coi đó, vợ con riết rồi. Rồi chịu không nổi nữa. Cái gì mà đi đâu cũng hỏi. Bây giờ còn bày đặt cái chuyện ghen tuông nữa đó má. Má dạ, coi đi. Dạ thưa má, con xin lỗi con đã làm phiền đến má. Phiền cái gì? Phiền thì cũng đã phiền rồi. Thì thôi, có thằng Dũng ở đây đủ mặt hết. Má cũng có chuyện để nói với tụi bay. Dạ. Mận à. Dạ. Ra đây coi. Dạ. Dạ. Dạ thưa má. Có chuyện gì quan trọng hả má? Mợ hai à? Dạ. Tính đến nay mợ hai ở nhà này làm dâu bao lâu rồi mợ hai? Dạ thưa, cũng được 5 năm rồi thưa má. 5 năm? Dạ. À, tôi với lại thằng con trai tôi á, có làm lỗi gì với mợ hai hay không? Dạ thưa má, sao má lại hỏi như vậy? Gia đình này đối xử rất là tốt với con má à. Vậy thì còn mợ hai, mợ hai có làm gì sai trái với lại gia đình này hay không? Dạ thưa má, con không hề làm chuyện gì cả. Lúc nào con cũng tôn trọng và con làm đúng đạo nghĩa vợ chồng. Mợ có biết là 5 năm rồi, 5 năm rồi, cái tôi của mợ là 5 năm rồi mợ lấy thằng Dũng mà chưa có một đứa con nào. Mợ có biết là mợ làm phiền lòng tôi lắm không mợ? Dạ con. Nhưng mà thôi đi, dù sao thì tôi cũng là người ăn chay niệm Phật, tôi cũng không muốn ép uổng mợ làm gì. Nhưng hôm nay tôi nói cho mợ biết, tôi sẽ gả con Mận cho thằng Dũng để nó thay thế mợ làm cái nhiệm vụ cao cả kia. Dạ thưa má con. Đừng có nói nhiều. Mợ làm sao coi được có thì làm, tôi không muốn lời ra tiếng vào. Thôi, khuya rồi, tôi vào tụng kinh tiếp đây. Dạ. Còn con Mận, lo dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi nghe con. Mình ơi, mình ơi. Tôi cũng vô ngủ đây. Vô ngủ sớm đi. Dạ thưa mợ, em vô pha ấm trà. Mận. Mận à. Dạ. Tôi muốn nói chuyện với Mận. À, dạ, Mận ngồi xuống đó đi. Dạ thưa mợ, em không dám mợ. Tôi cho phép, ngồi đi. Dạ. Ngồi trên ghế đàng hoàng. Dạ mợ, em không dám mợ. Ngồi đi. Dạ. Dạ thưa mợ, thật ra thì cái chuyện đó em không biết gì thiệt. Tôi không bà trách lớn gì em hết. Sao em làm vậy thôi à mợ? Em à, nhìn em bây giờ tôi chỉ thấy thương em mà thôi. Cách đây 5 năm tôi cũng giống y như em vậy đó, cũng ngây thơ, cũng ngoan hiền y như vậy. Dạ mợ, dạ xin lỗi mợ. Trời mợ, sao tự nhiên mợ nói vậy kỳ với mợ. Em chỉ là phận tôi tớ trong nhà thôi à. Em quê muốn chết luôn, phàn còn dính cá cục đây nè. Còn mợ là mợ cao sang quyền quý. Mợ dù đẹp người, mợ dù đẹp nết, mợ so sánh vậy giống như là mợ đi so sánh cục đất với lại cục vàng. Hai cục đó không có so sánh với nhau được. Mợ nói vậy là người ta cười vô mặt mợ. Em nghe em còn mắc cười nữa đó mợ. Dạ xin lỗi mợ, em hơi vô duyên.
mợ, nhưng mà em biết em không có cố ý, nhưng mà em biết cái sự có mặt của em ở đây làm cho mợ buồn lắm, em xin lỗi mợ. Tôi không trách mợ, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Trước đây mận đã từng yêu ai chưa? Dạ có chứ, em lớn rồi mà. Trời mợ, mợ đừng hỏi gì mợ. Ra ba cái chuyện riêng tư đó mợ hỏi kỳ lắm. Nhưng mà hỏi chi em ngại không chết luôn á. Vậy là đã có người thương rồi đúng không? Thì có. Người đó tên là Thương. Hai đứa tụi em chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ xíu à. Rồi cái lớn lên, hai đứa tụi em thương nhau hồi nào cũng hay nữa. Nhớ ngày nào về thăm đôi xiêm tím với người mình yêu, hãy tặng em hoa xiêm cài lên tóc màu tím mây mềm, cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên, để một lần cùng anh về lối cũ núi đôi tình liêu, vẫn cành xiêm run run cài lên tóc mà xót bể sâu. Rồi một ngày em lên đênh, cuộc tình đầu không nguôi quên, em đi vì phận nghèo, yêu anh càng buồn nhiều, càng làm thêm khổ. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha, như hoa rồi dần tàn, anh quên thề vội vàng tìm về với giàu sang. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ mừng cho mận. Mận có được một tình yêu đẹp, mận hạnh phúc, mận may mắn hơn tôi nhiều lắm mận à. Không có đâu mận. Rồi sau đó ba má em bắt em vô nhà bà hội đồng làm để cấn nợ, rồi từ đó tụi em chia tay. Em cũng không biết nói gì hơn, cũng không thay đổi được gì. Em xin lỗi mợ, vì sự có mặt của em làm cho mợ buồn. Em xin lỗi. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Và tôi biết
Mận cũng đâu có sung sướng và hạnh phúc gì khi chịu cảnh chồng chung, đúng không? Nhưng mà số phận đặt để rồi Mận, đâu có giải quyết được gì đâu Mận. Mận à, mình không thể nào chịu theo số phận, mình phải thay đổi nó. Mận hiểu không? Thay đổi? Nhưng mà thay đổi bằng cách nào hả Mận? Mận nghe tôi. Trốn! Mận nghe tôi. Mận phải thoát khỏi căn nhà này. Mận không được lặp lại cái đời giống như tôi. Mận phải đi, Mận phải tìm tương lai của Mận. Mận đi tìm người yêu của Mận, xây dựng hạnh phúc gia đình. Mận phải hạnh phúc, Mận không thể giống như tôi được. Nhưng mà em còn, em còn gia đình em chứ gì, ba má em được. Tôi sẽ lo chu cấp cho ba má em. Em yên tâm đi, tôi sẽ đưa em một số tiền. Em đi đi càng sớm càng tốt, để mọi người thức dậy bây giờ. Em đi đi. Nhưng mà nếu như không có em thì bà lớn vẫn bà lớn cũng sẽ cưới một người vợ khác cho cậu hai chứ gì. Tôi biết, tôi hiểu chứ. Nhưng mà em cũng rất là trẻ, tôi không muốn em thấy bị dù dập trong căn nhà này. Em đi đi, tôi xin em đó. Em đi đi mà. Em nói này, em có thai rồi mà. Em có thai thì tôi cũng xem. Nói cái gì vậy Mận? Em có thai 3 tháng rồi. Em xin lỗi Mận. Cô không có thai. Cô không có thai có nghĩa là tôi không. Mày không thể có thai. Mày không thể có thai trong lúc này được. Mày nói láo. Mày nói láo. Mợ ơi mợ. Mày không được có thai. Mày nghe rõ chưa? Mày không được có thai kia mợ. Em xin mợ. Kia mợ. Em xin lỗi mợ. Em nè, xin mợ. Tao cho mày nói lại. Tao cho mày nói lại. Mày nói láo đúng không? À, tao hiểu rồi. Mợ. Mày không muốn đi. Mày muốn ở lại trong căn nhà này. Mày muốn ở lại đây. Sao mày gian xảo quá vậy Mận? Hả? Tao thương mày mà. Tao lo cho mày mà. Tao lo cho mày mà. Mợ ơi. Hay sao? Ý mày muốn gì? Xin lỗi Mợ. Mợ hiểu rồi. Mợ hiểu rồi Mận à. Con muốn ở lại đây. Con muốn ở lại trong căn nhà này. Điều con thay thế vị trí của Mợ. Không có. Con làm bà lớn, con làm dâu trong gia đình này. Để một con chiếm đoạt tất cả gia tài, chiếm đoạt tình yêu của Mợ không có. Tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào thay thế vị trí của tôi trong căn nhà này. Ngay cả mày. Mợ ơi. Ra khỏi nhà tao. Cút ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Đi đi. Đi đi. Con tôi mà nó có bị gì?
là tôi sẽ giết con. Bạn ơi, bạn ơi, đường về một đêm mưa gió tạ tơi, buồn theo gót chân nghe lòng giá rời, dư âm đâu đây nhắn nhớ một người ngày xưa hai đứa đêm đôi, giờ đây chỉ có mình tôi lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tay, tình nhân thấy đâu ta buồn với đời, mưa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa hay nước cuồng tình người thắng ta thua, và đây thứ tình xưa ai dùng lời yêu dối lừa, sao người nỡ phụ tình tôi, đường về mình tôi lê bước buồn hiu, tàn đêm đắng nhem mưa lạnh tiếng điều vang lên tiếng hát trong chiều, tình yêu đánh mất tâm tay, từ đây ta nhớ thương. Bây giờ có lẽ đạo diễn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh cầm mic sẵn rồi. Dạ mời anh. Đây là cái chủ đề duyên phận. Em đã làm rất tốt, rất bám vào cái chủ đề. Em đã quyện trong cái dàn dựng. Và bốn cái bài Bolero, Thương Lắm Mình Ơi, Gõ Cửa Trái Tim, Về Lại Đồi Sim và Thương Tình Cũ, hết sức hợp lý. Một người đạo diễn thành công là người đã dẫn dắt cái cảm xúc người ta theo mình. Em đã làm được rõ. Cái yếu tố quyết định của mình là kịch cùng Bolero á,
thì nó cũng hay một cái chỗ là những có những cái phân đoạn mà bản thân mình không cần phải thoại, mà mình dùng âm nhạc để xử lý để khán giả có thể nhẹ nhàng hơn, cũng như là mình không có bị những cái tâm lý nó quá nặng nề, mà qua những bài nhạc của ta sẽ thấu hiểu được, và mình cũng có những cái màn dàn dựng nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Và đặc biệt là em có cái xử lý của một người đạo diễn là cái yếu tố bất ngờ ở trong cái bối cảnh. Đặc biệt anh thích từ cái đoạn mà ở cái cầu và em xử lý cái đoạn sau, em đã xử lý rất là bén ở trong từng cái bối cảnh và là xuất sắc. Cái trận mưa thật trên sân khấu em làm cho tôi rất là bất ngờ, mà thật ra cái điều thể hiện cái trận mưa thật nó tạo ra một cái cảm giác rất là tốt cho khán giả, và nó tạo ra một cái cảm xúc cũng rất tốt cho cái người diễn viên diễn cái nhân vật này. Em không có tự nhiên chủ nghĩa, và cái điều đó rất quan trọng đối với một đạo diễn. Và anh thật sự anh bất ngờ ở cái kết của em. Thật ra cũng không cần một cái vở kịch mà phải kết thúc là happy ending đâu. Anh nghĩ là đó là cái kết hoàn hảo. Anh xem đến bây giờ anh vẫn rợn tóc gáy. Ở những cái hiệu ứng một sân khấu truyền hình nó hạn chế như vậy, em vẫn cho nước, lửa và tất cả những cái gì có thể để mà đẩy cái kịch tính cao trào lên, em đã làm được. Em biết không, cái cảnh cuối cùng em xử lý cái lửa rồi cái mà đập tan nát tất cả những cái phong đó, đó là những cái mà chị nghĩ rằng coi như là một cái thân phận người phụ nữ đến cái nước này rồi, tan nát hết rồi, đã vậy đập hết và thay đổi hết tất cả con người của mình, và khán giả người ta chấp nhận điều đó. Khi mà nhận lời ngồi đây để làm ban giám khảo cho cái chương trình này thì chị nghĩ rất là đơn giản, như tất cả những cái game show mà chị đã tham gia. Nhưng mà khi ngồi đây rồi được thưởng thức các tác phẩm của các em á, thì chị thay đổi suy nghĩ của chị hoàn toàn. Bởi vì đây không phải đơn thuần là một game show, mà đây là nơi thể hiện tài năng của các đạo diễn, của các diễn viên. Và chị cảm thấy là mình được vinh dự khi mà được ngồi vào ghế ban giám khảo ở đây, bởi vì chị được chấm những cái tác phẩm như thế này. Càng lúc cái cảm xúc của mình nó càng dâng trào càng về sau của cái vở của em. Bởi vì đây là một cái kịch bolero, cho nên là khi mà em xử lý những cái bài hát vào nó rất là ngọt, rất là tài tình, và em kết hợp với những cái hình ảnh, thậm chí là những cái hồi tưởng lại em làm cũng rất là trọn vẹn. Tất cả những cái dàn dựng múa, chị không biết là ai dàn dựng múa cho em, nhưng mà phải có cái ý tưởng của em thì người ta mới dựng được như vậy, đúng không? Thì theo mình kể thì qua thể hiện lại qua một cái nhạc cảnh để mà khán giả có thể thấm hơn, và có thể như là cho cái sân khấu nó cũng lung linh hơn, đẹp hơn, và người ta có thấy được cái tình yêu rất là đẹp của hai người này, giống như một cái giấc mơ vậy đó. Và cái thực tế sẽ kéo về con người này là cái giấc mơ tan biến và hiện tại không còn nữa. Một lần nữa thì chị cảm ơn toàn bộ ekip diễn viên của em. Tiết mục vừa rồi nó đã thỏa mãn được cái sự chờ đợi, cái cảm xúc của tôi khi xem cái tiết mục đó. Tôi chỉ có băn khoăn một cái điều là theo Vũ Trần thì cái kết nó nói lên điều gì? Dạ giống như là chị Trịnh Công Chi có nói á, là trong cái cuộc đời của một người đàn bà, của một người trong chế độ phong kiến, nó có rất là nhiều cái sự đàn áp. Đôi khi là phải xé vỡ tất cả những cái màn nó đi để chúng ta có thể xây dựng lại một cái mới, phải đốt trụi nó đi để chúng ta tạo dựng lại một cái mới. Chúng ta không thể nào tiếp tục xây dựng cho một cái mới trên một cái nền mà nó đang hoang tàn. Người ta phải đánh đổi tất cả mọi thứ để chấp nhận làm lại một cuộc đời mới. Thật ra là biết ý thầy Công Ninh, cái quy định, cái thời lượng nó chỉ có như thế thôi, nên là đạo diễn phải nén để dồn. Đương nhiên ở khán giả truyền hình, cái kết người ta xem, người ta phải thấy được cái thông điệp, đúng không thầy? Tại cái tính thông điệp nó không rõ, nó sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Tại vì cái vai này thật ra cô cũng có một chứa sự ác ở đó, nên cái việc trả giá, cố phá cái đó đi, nhưng mà chính cô cũng phải đã trả giá. Đấy, đúng không thầy? Trả giá cho cái đó. Anh Vinh nó nói đúng theo cái ý mà tôi mong muốn em trả lời đó. Đáng lẽ em phải trả lời như vậy thì tôi nghĩ là cái kết em nó sẽ rất là trọn vẹn. Tại vì sao? Nhân vật mà Hồng Trang đóng á, thật ra xét tận cùng rất là ác. Vì quyền lợi cá nhân của mình mà có thể hy sinh cả một cái sự sống. Người phụ nữ họ cảm nhận được chứ, khi mà cô bé này nói là mình có thai rồi thì khi quăng quật như vậy là chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bầu thai. Không, em thì em nghĩ vậy nè. Tại vì cái lúc đó là cái cô này cũng không tin cái cô kia là có thai. Bởi vì á, cô chỉ nghĩ là cái cô kia là vì vụ lợi, vì muốn ở trong cái nhà này, cho nên là cố tình nói là mình có thai. Cái kết rõ ràng là cô ta còn kinh khủng hơn nữa. Cô ta còn muốn phá tung cái không gian mà cô ta sống. Cuối cùng là cô ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Càng lâm và xa lầy vào cái điều sai sót thì chính anh sẽ trả giá. Với vở này, với dung lượng đó, em nghĩ không có cách xử lý nào tốt hơn những cái gì mà Vũ đang xử lý. Chỉ có thầy hỏi như vậy thì khán giả sẽ hiểu thêm. Khán giả truyền hình đang coi chúng ta sẽ hiểu thêm về ý nghĩa của vở kịch. Rất là ngưỡng mộ Vũ Trần. Ha?
Cảm ơn rất nhiều. Mọi thứ nó đều không có lối thoát rồi. Thì mình chọn cái kết nào đẹp nhất cho gái này đây. Khi mỗi người coi thì mọi người sẽ có cái cảm nhận khác nhau. Thì đó là cái ý đồ của bản thân Vũ muốn đưa vào tác phẩm này luôn. Mọi người sẽ tự nghiệm ra cho mình những cái vấn đề. Mình không cần phải đặt cái chủ quan của đạo diễn vào hoàn toàn. Mình chỉ gợi mở cho tất cả mọi người sẽ được cảm thấu. Và bây giờ thầy Công Ninh góp ý nhiều quá, thôi giữ lại số điểm của thầy nha. Bây giờ còn hai số điểm của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh và nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Bây giờ anh Vũ Trần muốn theo dõi số điểm của ai trước, anh nói đi. Hôm nay chị Kim Chi rất là đẹp và em muốn được biết được số điểm của em từ chị. Điểm. Wow, điểm. Tôi 10 điểm. Tôi xin chúc mừng anh Vũ Trần. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Một tuần mà phải dựng một vở như vậy không đơn giản thế nào hết. Với cơ cách một người đạo diễn, họ phải lo kịch bản, họ lo ý tưởng, họ sân khấu xử lý. Anh không thể không cho em 10 điểm. 20 điểm từ hai vị giám khảo rồi. Quá tuyệt vời. Anh Vũ Trần à, em nghe chấm điểm muốn tuột máu luôn anh ơi.